tử vi tuổi Giáp Dần 1974 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những gia chủ tuổi Giáp Dần thường thích đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, làm những việc mà người khác không làm được. Họ ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị, quyền lực với cuộc sống của mình. Bởi vậy, ngay từ khi còn trẻ, họ luôn cố gắng phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp tầm cỡ lớn lao, vẻ vang. Tuổi Dần mệnh mộc, làm việc khá chăm chỉ và khoa học. Họ biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Không sớm thì muộn, những gia chủ tuổi Giáp Dần cũng sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Giáp Dần sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Giáp Dần 1974 có mệnh đại khế thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những điều mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của gia chủ rất lớn, luôn tự mình hành động. Suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của những người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Gia chủ tuổi Giáp Dần nên chú ý, đừng dễ dàng tin người. Trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần gia chủ nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tử vi tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình của gia chủ tuổi Giáp Dần ổn định nhưng chưa thực sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để gia chủ đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Gia chủ cũng sẽ phải chi tiêu nhiều khoản trong tháng này, nên cần chú ý xây dựng kế hoạch, nhật ký chi tiêu hợp lý, cẩn trọng cháy túi lúc nào không hay. Giáp Dương Mộc gặp Ất Dương Mộc nên được gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình, nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Đặc biệt năm 2021 thay tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe, gia đạo được khai thông thuận lợi, thì Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thay tuế để nghênh đón thay tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thay tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem nghề sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thành tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận.
Trong lĩnh vực sự nghiệp, gia chủ có thể tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Gia chủ có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Gia chủ có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến gia chủ nản lòng mà còn khiến gia chủ thêm vững tâm tiến bước. Tuy nhiên, gia chủ tuổi Giáp Dần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, khiến cho cô chú sẽ phải trả giá đắt, thậm chí đánh mất vị trí mà mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân ham hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai về mặt tài lộc tiền bạc, sang tháng 6 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của gia chủ tuổi Giáp Dần không khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện được phần nào. Giúp bản mệnh cải thiện phần nào cuộc sống của mình nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc thật sự không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thì điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Chính vì vậy, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Dần hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tân Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ của gia chủ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế cũng sẽ được giảm bớt. Thứ ba về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của gia chủ tuổi Giáp Dần tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với gia chủ, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của gia chủ không hòa hợp được với đối phương. Gia chủ nên cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới. Với những người đang có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của mình khi có mâu thuẫn xảy ra. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Giáp Dần còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ tuổi Giáp Dần có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến gia chủ lo lắng hơn và sẽ thức khuya, hút thuốc, uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của gia chủ. Gia chủ nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính làm cho thị lực ngày càng giảm. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để có thể đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì trạng thái tốt nhất cho mình,
ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe, bền lâu, có sức đề kháng tốt. Gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thời gian cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Giáp Dần có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm Sa Trung Kim, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão, hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 6, từ ngày 11 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, canh Thân. Thứ hai ngày âm lịch 14 tháng 6, từ ngày 23 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, nhâm Thân. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 6, từ ngày 4 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Thân. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đồng thời tăng vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Giáp Dần tiến hành các công việc liên quan đến hợp đồng. Ngoài ra trong tháng này còn một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Giáp Dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất ngày âm lịch mùng 5 tháng 6, tức ngày 14 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch, tức ngày 14 tháng 7 năm 2021 dương lịch, nạp Giáp, Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 6, tức ngày 26 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Họa. Thứ ba ngày âm lịch 29 tháng 6, từ ngày 17 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Đinh Hợi, nạp âm là Ốc Thừa Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trong đây, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.